Xin chào, mình là Trường Move và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Fake Game News, chuyên mục được phát sóng vào mỗi thứ bảy hàng tuần, nơi tổng hợp những thông tin mới nhất trong làng game. Để mở đầu cho bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một sự kiện sale game lớn của Steam có tên là Steam Summer Sale. Đây hứa hẹn sẽ mang tới nhiều tựa game indie mới và cả những nhà phát triển game độc lập đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, một vài thông tin bị rò rỉ đã bị phát tán trên Internet mấy ngày gần đây. Hãy cùng đón xem những thông tin ngay sau đây nhé! Steam Summer Sale là một trong những đợt sale lớn nhất trong năm khi vô số game bản quyền đầy giá trị được đưa đến tay người dùng với số tiền rẻ đến bất ngờ. Trong những sự kiện trước đây, đã có rất nhiều tựa game được Steam giảm mạnh tới 90%, đó cũng là lý do mà Summer Sale luôn là sự kiện được các game thủ săn đón trong năm. Sự kiện hè này của Valve sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 6 cho đến hết ngày 9 tháng 7. Vậy là người dùng Steam sẽ có 2 tuần lễ thỏa thích bị hút máu. Tất nhiên, mốc thời gian này cũng không hề được Valve thông báo chính thức, mà đó chỉ là truyền thông bị rò rỉ hàng năm của hãng mà thôi. Truyền thống này bắt nguồn từ việc Steam thông báo trước đến các hãng game về lịch giảm giá, để họ lên kế hoạch trước và hiển nhiên, sẽ có vài nhân viên lỡ miệng tiết lộ cho cái nhà báo. Nhìn vào lịch trình tổ chức, ta có thể thấy rằng Steam vẫn giữ nguyên ngày sale so với sự kiện Summer Sale năm trước. Trong một diễn biến khác, một nhà phát triển có tên là Pavel Jandic đứng sau SteamDB, kho dữ liệu chuyên tiết lộ thông tin ngành game, đã chia sẻ rằng Valve đang trên đường triển khai một hệ thống trung tín. Cụ thể, hệ thống này sẽ dành tặng cho các khách hàng trung thành vô số mã giảm giá và nhiều vật phẩm ảo. Trong bài viết trên Twitter của mình, Pavel cũng chú thích rằng hệ thống của Steam sẽ đề ra tính năng điểm cộng dồn, dùng để quy đổi thành huy hiệu và cho phép người dùng thể hiện cảm xúc trên các bài review do thành viên khác viết. Danh sách biểu tượng cảm xúc bao gồm Deep Thoughts, suy tư, Heartwarming, ấm lòng, Hilarious, hài hước, Hot Tech, ngược đời, Poetry, văn vở và Helpful, có ích. Bên cạnh đó, SteamDB cũng phát hiện ra một loạt mã nguồn trên Steam liên quan đến một tựa game tên là Beyond Two Souls. Có vẻ như nhà phát triển Quantic Dreams đã có một thỏa thuận với Valve và Beyond Two Souls sẽ không còn là tác phẩm độc quyền trên Epic Games Store sau khi hợp đồng độc quyền này hết hạn vào ngày 27 tháng 7 năm nay. Như vậy là sẽ chỉ còn hơn một tháng nữa thôi trước khi lễ hội mùa hè của Steam chính thức bắt đầu. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã chuẩn bị được bao nhiêu tiền để hiến cho Steam rồi? Và đâu là game các bạn ngóng chờ được giảm giá nhất mùa hè này? Hãy comment ở phía bên dưới để cho chúng tôi biết nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với mục điểm tin thôi. Vào tháng 2 vừa qua, Joe McCoy, nhà phát triển gạo cội của Respawn Entertainment đã quyết định nói lời chia tay với công ty để tìm kiếm những thách thức mới. Và chỉ mới gần đây thôi, những thách thức mà Joe nhắc tới hẳn là nằm trong Gravity Well, một studio độc lập mới do chính anh và một cựu binh khác của Respawn sáng lập khi tiêu chí hoạt động của hãng này là sản xuất các tựa game AAA với nguồn nhân lực nhỏ. Như chúng ta đã biết, game AAA hay AAA đều được định nghĩa là những trò chơi cực kỳ tốn kém về tài nguyên và thời gian để hoàn thành. Việc Joe McCoy muốn studio mới của bản thân chỉ có vỏn vẹn 80-85 người và hiển nhiên, người hâm mộ sẽ phải dài cổ đợi trong một thời gian dài tới để có thể được trải nghiệm đứa con tinh thần do Gravity Well sản xuất. Bên cạnh Gravity Well, một nhà phát hành game khác có tên là Skystone Games cũng đã khai sinh vào ngày 11 tháng 5 vừa qua. Cha đẻ của studio trụ sở California này, không ai khác, chính là hai lão thần của ngành công nghiệp game, David Brevik và Bill Wang. Brevik là người đồng sáng lập kiêm chủ tịch Blizzard North, studio tạo nên tượng đài Diablo, còn Wang từng là thuộc đội ngũ sản xuất hai cái tên quen thuộc với chúng ta là Dota 2 và Counter-Strike Global Offensive. Skystone Games hiện đã vào cuồng phát triển cho hai tựa game mới, Undying với bối cảnh dịch bệnh thây ma và trò chơi phi bạo lực thuộc thể loại roguelike mang tên Space Light Crew. Sau khi E3 2020 được thông báo hủy bỏ vào đầu năm nay, Ubisoft đã sớm hứa hẹn với người hâm mộ về một sự kiện trực tuyến nhằm lấp đầy chỗ trống mà E3 để lại. Quả nhiên, studio nước Pháp đã không làm người hâm mộ thất vọng khi đứng chung hàng ngũ với nhiều studio khác tự tổ chức một lễ hội digital cho riêng mình. Ubisoft Forward là cái tên Ubisoft đặt cho sự kiện lần này với lịch diễn ra là vào ngày 12 tháng 7 năm nay. Đây sẽ là sự kiện online đầu tiên do Ubisoft tổ chức kể từ ngày thành lập. Cho đến hiện tại, chúng ta đã được tiết lộ khá nhiều tựa game sắp ra mắt dưới trướng nhà Ubisoft. Danh sách đó bao gồm Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine, Gods & Monsters. Và gần đây nhất chính là Assassin's Creed Valhalla. Chỉ với những cái tên đồ sộ kể trên, quả thật không ngoa khi đánh giá Ubisoft Forward sẽ là một sự kiện có sức ảnh hưởng không kém gì E3. Từ năm 1987, thật khó để có thể đánh bại cái tên Alan Dutch Schaffer, nhân vật tráng kiện do huyền thoại Arnold Schwarzenegger thủ vai trong Predator về độ ngầu và mạnh mẽ. Giờ đây người chơi đã có thể tận mắt trải nghiệm tạo hình của nhân vật này dưới một góc nhìn mới trong Predator Hunting Grounds.
Theo tờ Entertainment Weekly, Dutch sẽ được đưa vào game dưới dạng DLC vào ngày 26 tháng 5 tới và người chơi cần thu thập một loạt các băng ghi âm được chính Dutch thu lại, tiết lộ hành trình sinh tồn gian nan mà anh đã phải trải qua sau một thảm kịch khi mà mọi đồng đội của Dutch đều bỏ mạng. DLC của thiếu tá Dutch là một trong 4 nội dung được bổ sung của nhà phát hành Euphonic cho ra mắt vào năm nay. Series Mafia đang trên đường trở lại. Vào ngày Chủ nhật vừa qua, tài khoản Twitter chính thức của Mafia đã có một bài đăng chỉ chứa một từ duy nhất. Úp mở về dự án đổ sộ sắp tới của công ty chủ quản sau 2 năm im hơi lặng tiếng. Động thái này được ví như một phát súng làm xáo động cộng đồng fan Mafia, bởi trước đó, báo chí đã dấy lên nhiều tin đồn đoán về bản làm lại của Mafia phần 2. Những đồn đoán này hoàn toàn có cơ sở khi hai cái tên lạ lẫm là Mafia Definitive Edition và Mafia 2 Definitive Edition bỗng xuất hiện trên trang chủ cửa hàng Microsoft. Những hình ảnh giới thiệu về game lộ rõ những cải tiến về đồ họa và các pha hành động. Nhà phát triển 2K cũng đã chính thức xác nhận sự trở lại của không chỉ 2 mà là bộ 3 game Mafia. Cụ thể, hai phần game đầu thuộc dòng Mafia sẽ trải qua một cuộc đại trùng tu về mặt đồ họa lẫn nội dung. Số phận của Mafia phần 3 vẫn là một ẩn số và chúng ta sẽ phải đợi đến ngày 19 tháng 5 để có thêm thông tin chi tiết về bộ 3 game này. Được biết, Mafia Trilogy sẽ có mặt trên cả 3 nền tảng là PC, Xbox One và PS4. Từ trước tới nay, chúng ta luôn biết đến TikTok như một ứng dụng chia sẻ video giải trí hàng đầu. Nhưng có lẽ ta phải nhìn nó dưới một con mắt khác khi nền tảng này bắt tay với Collegiate Starlink, Hiệp hội các trường đại học Bắc Mỹ, tổ chức một giải đấu eSports online có tên là TikTok Cup. Các tuyển thủ sẽ có cơ hội cạnh tranh tới 4 danh hiệu, thu về giải thưởng lên tới 60.000 đô, tương đương 1,4 tỷ Việt Nam đồng. Giải thưởng khổng lồ này được TikTok bỏ ra nhằm hỗ trợ học phí cho các sinh viên các trường. Bắt đầu từ ngày 9 tháng 5, các game thủ sẽ đối đầu với nhau ở các tựa game quen thuộc như là Fortnite, Liên minh huyền thoại, CSGO, Rocket League. Không bàn tới nền tảng của mình, TikTok cũng sẽ livestream hoạt động của giải đấu trên kênh Twitch của Collegiate Starlink. Nếu bạn là một du học sinh trên mảnh đất Hoa Kỳ thì đừng chần chừ mà hãy đăng ký ngay tham gia và chia sẻ trải nghiệm trên group Free Game Club của chúng mình nhé. Assassin's Creed liệu có đang mất chất hay không? Đó có lẽ là thắc mắc gây tranh cãi nhiều nhất trong khoảng thời gian vài năm trở lại đây, khi người ta nghĩ tới các phần game như là Origin, Odyssey hay là mới gần đây nhất là Valhalla. Tuy nhiên, lần này Ubisoft đã chính thức lên tiếng và giúp chúng ta phần nào trả lời được cho câu hỏi đó, rằng trong phần game Assassin's Creed sắp ra mắt vào năm nay, vũ khí Hidden Blade sẽ một lần nữa quay trở lại. Còn gần nửa năm nữa thì Assassin's Creed Valhalla mới lên kệ, nhưng thật khó để quên lãng cái tên này khi Ubisoft luôn nhá hàng những thông tin mới về game hàng tuần. Người hâm mộ đã nhận được thông tin rằng Assassin's Creed Valhalla sẽ khai quật một Hidden Blade, được fan ưa chuộng từ thuở đầu game được sản xuất. Thông tin này bắt nguồn từ buổi phỏng vấn gần đây giữa tờ Kotaku với giám đốc sáng tạo của Assassin's Creed Valhalla, Ashraf Ismail. Hidden Blade có khả năng khiến kẻ địch bị chết không kịp nhắm mắt và bắt đầu bị vô hiệu hóa trong Assassin's Creed Origins và bị loại bỏ hoàn toàn trong Assassin's Creed Odyssey. Ashraf nói rằng, chúng tôi triển khai ý tưởng rằng Eivor, nhân vật chính trong Valhalla, không phải là một sát thủ lành nghề. Hắn chỉ là một chiến binh Viking vô tình sở hữu một vũ khí đầy hủy diệt và phải học cách sử dụng nó càng nhanh càng tốt. Eivor cũng sẽ học được kỹ thuật giết chết kẻ địch trong tích tắc nếu hắn căn chuẩn thời gian sử dụng. Ashraf chia sẻ rằng, thuật lén lút nơi đông người cũng sẽ xuất hiện trong Valhalla, tức người chơi có thể ẩn thân bằng cách hòa vào dòng người đông đúc và thực hiện nhiệm vụ của mình. Vị giám đốc sáng tạo này rất được lòng người hâm mộ khi tiếp tục đăng lên mạng khung cảnh quê nhà nơi Eivor trôn rau cắt rốn. Chi tiết về hệ thống gameplay vẫn là một ẩn số, nhưng ta có thể mong chờ rằng Assassin's Creed Valhalla sẽ cho phép người chơi xây dựng ngôi làng trong quá trình trải nghiệm. Soundtrack của Assassin's Creed Valhalla cũng khiến nhiều game thủ hào hứng khi nó được sản xuất bởi bộ ba nhà soạn nhạc Anna Savick, Jesper Kidd và Sarah Sachner. Jesper cùng Sarah luôn là một thành viên kỳ cựu trong đội ngũ sáng tác soundtrack của hàng loạt series game từ Assassin's Creed, Call of Duty cho tới Borderlands. Và đặc biệt hơn cả là cái tên Einar Sævik, người soạn nhạc người Na Uy, người đứng đầu soundtrack đỉnh đám của TV show Viking. Ngoài ra, trang chủ của Ubisoft đăng tải các thông tin cho thấy rằng những người có nhu cầu pre-order phần mới nhất thuộc dòng game Assassin's Creed này, bất cứ ai đặt trước bản Season Pass sẽ được mở khóa một nhiệm vụ bổ sung vào ngày game ra mắt. Nhiệm vụ ấy có tên là The Legend of Beowulf, hứa hẹn sẽ đưa người chơi tới với những sự thật ngang trái đằng sau một huyền thoại. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại số Free Game News của ngày hôm nay. Như thường lệ, nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like và share nó. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với Free Game thì đừng quên nhấn nút subscribe cùng nút chuông nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình ra trong tương lai nhé. Mình là Trường, cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye!